Chúng tôi là Hải Bình và Ngọc Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối của Đài VTV. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 10 tháng 7 năm 2017. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Lực lượng đặc nhiệm Iraq tiến đến bờ sông của thành phố cổ OCD tại Mosul. Phe đối lập Syria hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở miền Tây Nam Syria. Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra ở Venezuela sau cuộc biểu tình của phe đối lập. Nga tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ về Syria. Ông Tillerson đến vùng vịnh vì khủng hoảng Qatar. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Ngọc Trâm. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới, tin về lực lượng đặc nhiệm Iraq tiến đến bờ sông của thành phố cổ OCD ở Mosul. Lực lượng đặc nhiệm của Iraq vốn được Hoa Kỳ huấn luyện vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 đã xảy ra giao tranh với các phần tử thuộc nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tại khu thành phố cổ OCD của Mosul. Hiện nay quân đội Baghdad đã tiếp cận tới bờ sông Tigris. Bước tiến mới nhất của quân đội Iraq đã cho thấy vị trí cố thủ cuối cùng của ISIS sắp hoàn toàn sụp đổ. Sau 3 năm chiếm đóng thành phố Mosul, lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni đã bị thất bại thảm hại trước quân chính phủ. Nhóm này đồng thời đang mất dần các căn cứ hoạt động tại thành phố Raqqa của Syria, nơi được xem như là thủ đô của phe ISIS. Tuy nhiên, tính đến tận thời điểm hiện tại, nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS vẫn đang kiểm soát nhiều khu vực và theo dự trù sẽ đưa ra những đòn đáp trả như đánh bom khủng bố. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul để chúc mừng các lực lượng vũ trang và binh sĩ sau 9 tháng chiến đấu tại thành phố nêu trên. Trận chiến tại Mosul, thành trì lớn nhất của phe ISIS tại Iraq, đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề, khiến cho hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng và gần 1 triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi. Thưa quý vị, nhiều đám đông tụ tập tại Istanbul để phản đối các cáo buộc đàn áp của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo phe đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 đã đứng ra khởi xướng một cuộc biểu tình chống chính phủ vì họ cho rằng quốc gia này đang sống dưới một chế độ độc tài, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thách thức các cuộc đàn áp của chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái. Lãnh đạo phe đối lập Kemal cho biết cuộc biểu tình phản đối này sẽ diễn ra trong 25 ngày từ Ankara đến Istanbul. Ông Kemal kêu gọi chính phủ phải dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính bất thành năm ngoái, đồng thời phải phóng thích tất cả các nhà báo. Thưa quý vị, đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong một năm vừa qua, kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chính thức khởi xướng cuộc đàn áp. Thưa quý vị, phe đối lập Syria hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở miền Tây Nam Syria. Phát ngôn nhân của phe đối lập tại Syria vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ và Nga khởi xướng, vốn bắt đầu có hiệu lực từ nhiều tiếng đồng hồ trước đó tại miền Tây Nam Syria. Phe đối lập đồng thời nhấn mạnh rằng họ muốn lệnh ngừng bắn được mở rộng trên toàn bộ các khu vực đang bị chiến tranh tàn phá tại Syria. Phát ngôn nhân của phái đoàn đàm phán thuộc phe đối lập, tức Yahya al-Adridi, đã tham gia vào một cuộc họp báo ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ trước khi diễn ra vòng đàm phán thứ 7 về tiến trình hòa bình tại Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhằm mục đích tìm ra một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông nêu trên. Tình trạng chiến cuộc kéo dài suốt 6 năm đã khiến cho hơn 400.000 người Syria bị thiệt mạng, đồng thời buộc hàng triệu người khác phải bỏ xứ ra đi. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cam kết hỗ trợ giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Nhân chuyến công du chính thức đến thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố quốc gia Đông Âu này có thể kỳ vọng vào sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực miền đông, nơi quân chính phủ đang xảy ra giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio cho biết Liên Hiệp Quốc đang theo dõi tình hình ở miền đông Ukraine và sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ Kiev trong việc chấm dứt xung đột tại khu vực bị chiến sự tàn phá này. Ông Antonio cam kết lời hứa này sẽ không bị lãng quên. Cũng trong ngày Chủ nhật 9 tháng 7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ở thủ đô Kiev.
Thưa quý vị, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra ở Venezuela sau cuộc biểu tình của phe đối lập. Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra tại thủ đô Caracas của Venezuela vào Chủ nhật ngày 9 tháng 7, ngay sau khi một cuộc biểu tình của phe đối lập bị cảnh sát giải tán. Các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela đã bắn hơi cay vào người biểu tình sau khi những người này ném chai lọ và gạch đá để chiếm giữ khu vực đằng sau những dãy hàng rào chắn tạm thời. Các cuộc đụng độ diễn ra sau một cuộc biểu tình phản đối ôn hòa, nơi có nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo phe đối lập Leopoldo López, trong bối cảnh ông này vừa được phóng thích vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 7. Trong ngày Chủ nhật 9 tháng 7 cũng đánh dấu 100 ngày diễn ra các cuộc biểu tình phản đối của chính phủ Venezuela do phe đối lập khởi xướng, bởi họ đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Maduro đã tiến hành các cuộc đàn áp chính trị và là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nhiều cuộc biểu tình đã dẫn đến các cuộc đụng độ đẫm máu với hơn 90 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt và hàng ngàn người bị thương kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu nổ ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Somalia tiêu diệt 18 chính binh nổi dậy ở miền Bắc Puntland. Lực lượng an ninh Somali vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 cho biết họ đã tiêu diệt được 18 chính binh Hồi giáo cực đoan trong chiến dịch truy bắt ở khu vực miền Bắc Puntland, mặc dù các chính binh này phủ nhận không có bất kỳ tổn thất nào về mặt nhân mạng. Đại tá Mohamed, sĩ quan cao cấp của lực lượng an ninh Puntland cho biết quân đội của họ đã tiêu diệt được 18 chính binh khủng bố, đồng thời đánh sập 6 căn cứ của chúng ở vùng đồi núi Gagala trong cuộc hành quân kéo dài 4 ngày nhằm để tiêu diệt các phần tử Al-Shabaab. Giới chức trách vùng bán tự trị Puntland cũng đã tịch thu nhiều món vũ khí, đốt kho lương thực và dược phẩm của các chính binh này. Lực lượng an ninh Puntland suốt thời gian vừa qua đã được Hoa Kỳ đào tạo và hậu thuẫn. Hiện vẫn chưa rõ liệu Hoa Kỳ có tham gia vào hoạt động truy bắt lần này hay không. Được biết thì phe Al-Shabaab đang có tham vọng lật đổ chính phủ Somalia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn và đẩy lùi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ra khỏi quốc gia vùng sừng phi châu nêu trên. Các vụ đụng độ nổ ra ở phía đông thủ đô Tripoli của Libya. Các nhân chứng tại địa phương vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 đã cho biết các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa các phe đối lập trên một con đường duyên hải phía đông của thủ đô Tripoli của Libya. Các cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra khi một nhóm vũ trang chống chính phủ Liên minh Quốc gia GNA ở Tripoli đang cố gắng tiếp cận thủ đô và bị các lực lượng liên kết với GNA ngăn chặn. Các lực lượng chống GNA đã bị đuổi khỏi thủ đô Tripoli vào cuối tháng 5 và đang cố gắng tập hợp lại. Gần đây, GNA đã ban hành lệnh cảnh báo về cuộc phản công nhằm vào thủ đô Tripoli. Kể từ khi GNA đến thủ đô Tripoli vào năm ngoái, liên minh này đã liên kết với một số nhóm vũ trang đang hiện diện ở thủ đô. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được nhiều bước tiến mới và tình hình an ninh vẫn còn rất bất ổn tại thủ đô của Libya. Các lữ đoàn GNA đã đóng cửa con đường ven biển ở Tachora, khu ngoại ô của phía đông Tripoli, và xây dựng các hàng rào chắn để ngăn chặn sự tấn công của phe đối lập. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di tản và tránh xa các khu vực đang xảy ra xung đột. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên tham chiến tại Libya không được để tình trạng bất ổn tiếp tục leo thang. Thưa quý vị, ít nhất 8 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus ở Peru. Ít nhất 8 người đã bị thiệt mạng và hơn 36 người khác bị trọng thương trong vụ tai nạn giao thông liên quan tới một chiếc xe bus chở du khách vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7 ở thủ đô Lima của Peru. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, chiếc xe bus 2 tầng đang đi từ khu du lịch nổi tiếng San Cristobal thì bị rơi xuống sườn núi. Hiện nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác nhận danh tính của các nạn nhân kém may mắn, nhưng giới chức địa phương cho biết có rất nhiều người trong số họ là trẻ em. Một số nguồn tin thân cận nói rằng có một người Chile và một người Canada bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc, nhưng giới chức trách Peru vẫn chưa lên tiếng xác nhận liệu có người ngoại quốc có mặt trên xe bus hay không. Tai nạn xe bus rất thường xuyên xảy ra ở Peru bởi địa hình đồi núi cao hiểm trở và nhiều thung lũng sâu tại quốc gia Nam Mỹ nêu trên. Thưa quý vị, có cháy lớn tại khu mua sắm Camden ở thủ đô London của Anh Quốc. Lực lượng cứu hỏa địa phương vào sáng thứ Hai ngày 10 tháng 7 đã cho biết các nhân viên chữa cháy đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa vốn đang lan rộng ra xung quanh ở trung tâm mua sắm Camden thuộc thủ đô London của Anh Quốc. Truyền thông địa phương loan báo ngọn lửa đã lan sang tầng 1, tầng 2, tầng 3 và mái của tòa nhà. Hơn 70 nhân viên cứu hỏa và 10 xe chở nước đã được phái tới dập tắt đám cháy. Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong liên quan đến vụ hỏa hoạn nêu trên. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn hiện đang được giới chức trách tiến hành điều tra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một số thông tin thương mại, Ngọc Trâm và Hải Bình sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.